Hôm nay 26 tháng 6, tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham dự hội nghị.